Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bão Lộc, 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, trúng số liên tiếp, đổi đời ngoạn mục, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, trong khoảng thời gian vừa qua, Kỷ Hợi đã đối diện với nhiều khó khăn và thử thách. Từ bây giờ, mọi người đều mong muốn tìm kiếm vận may và thời cơ thuận lợi để thực hiện dự định và kế hoạch của mình. Cuộc đời mỗi người có những vận số khác nhau, phụ thuộc vào thời gian và phúc mệnh. Khi sinh ra, mỗi người ta đều đã có những phúc họa trời ban riêng biệt cho từng người. Chúng ta không thể lường trước hay mặc cả cầu xin, mà mọi thứ phụ thuộc vào bánh xe vận số xoay vần. Sau khi xem tử vi cuối năm 2023 dành cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi Vương Đông đã chỉ ra rằng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ được trời ban nhiều phước đức và may mắn trong 7 ngày cuối cùng của năm. Vì vậy, nếu quá khứ đã đem đến cho tuổi Kỷ Hợi nhiều khó khăn, thất bại và gian truân, hãy tận dụng thời gian hiện tại, hãy like và theo dõi kênh và cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chính ngay sau đây quý vị nhé. Tử vi 7 ngày cuối cùng của năm, tuổi Kỷ Hợi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân trong 7 ngày này. Sau khi đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực trong suốt khoảng thời gian qua, giờ đây là thời điểm để bản mệnh thu về những gì bản thân luôn mong đợi. Tam hợp xuất hiện, sự nghiệp của Hợi không ngừng khởi sắc bằng cách đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Sự tín nhiệm vốn có giúp tuổi này chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với đối tác hoặc cấp trên, thúc đẩy bước tiến mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn cần thận trọng, kẻo bị tiểu nhân dòng ngó, ghen tị với những gì bạn đạt được. Tài lộc của con giáp này cũng khá sáng trong 7 ngày cuối cùng của năm âm lịch này. Các lĩnh vực làm ăn, buôn bán có bước tiến triển khá tốt, bạn tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu. Nhờ vào những mối khách hàng thân quen, vận quý nhân cũng giúp bạn được dẫn đường, chỉ lối, tạo điều kiện để mở rộng việc làm ăn, tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng. Chuyện tình cảm gia đình của người tuổi Kỷ Hợi cũng rất vượng sắc trong 7 ngày này. Sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi không có gì đáng lo. Có thể đôi khi vẫn mắc bệnh vặt theo mùa, nhưng không nghiêm trọng. Đi lại, điều khiển phương tiện giao thông cũng nên lưu ý để tránh tai nạn, thương tật do bất cẩn. Khẩu quyết, thận trọng kẻo bị tiểu nhân dòm ngó, ghen tị với những gì bạn đạt được. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ, con số may mắn, 13, 64, 89. Tiếp theo sau đây sẽ là phần giải đoán chi tiết từng phương diện cuộc sống. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi vốn không có gì đáng lo trong 7 ngày cuối năm này, có thể đôi khi vẫn mắc bệnh vặt theo mùa, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Được tam hợp che chở, cộng thêm ý thức chủ động tự bảo vệ sức khỏe, thể trạng của bạn sẽ luôn được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, do có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, bạn vẫn nên đề phòng tai nạn xe cộ, té ngã khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông nếu có phải đi xa. Thay đổi môi trường sống, bạn nên chủ động mang theo thuốc men, thực phẩm phù hợp để đề phòng những trường hợp không thích ứng được với môi trường mới. Tử vi gia đạo. Xét về phương diện gia đình, tuổi Kỷ Hợi hoàn toàn có thể yên tâm với chuyện tình cảm của mình ở thời điểm này. Con cháu hòa thuận và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là điều bạn hài lòng, tự hào và hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Tử vi tài lộc. Tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Hợi trong 7 ngày cuối năm này cũng đón những điểm sáng nhất định. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh tranh thủ kiếm tiền, bù đắp cho những tổn thất từ trước đó. Nhờ tam hợp hỗ trợ, các lĩnh vực làm ăn, buôn bán có bước tiến triển khá tốt, hợp tác tốt đẹp, sẽ tạo ra lợi nhuận dồi dào. Bạn cũng tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu nhờ vào những mối khách hàng thân quen. Vận quý nhân cũng giúp bạn được chỉ dẫn, tạo điều kiện để mở rộng làm ăn, tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng. Nhìn chung, thời điểm này, cơ hội tài lộc đến với Hợi khá nhiều,
Hãy chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh hoặc để rơi vào tay người khác. Ở vào thời điểm vận khí đang lên, con giáp này nên tập trung làm ăn theo đường chính ngạch, tuân thủ luật pháp thì ắt sẽ gặp may, còn nếu làm ăn sai trái thì có thể vướng họa vào thân. Đừng quên 7 ngày này có bạch hổ hung tinh rình rập, hung vận có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nếu bạn có suy nghĩ bất chính, đi đường ngang, lối tắt, bất chấp tất cả để kiếm tiền. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể thông qua những hoạt động đó, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình và cũng là tích phúc đức cho bản thân. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi 7 ngày cuối cùng của năm của người tuổi Kỷ Hợi, đón không ít tin vui về sự nghiệp, bỏ lại những biến động trong 7 ngày trước, ở thời điểm này bạn sẽ có cơ hội được khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ nỗ lực bền bỉ, do đó con giáp này làm gì cũng có kết quả rõ ràng, con đường thăng tiến cũng rộng mở. Có thể nói, giờ chính là thời điểm để bản mệnh thu về những gì bản thân luôn mong đợi, được tam hợp cục nâng đỡ, các kế hoạch diễn ra trôi chảy, sự tự tin giúp bạn thêm chủ động và xông xáo hơn trong mọi việc, sẵn sàng đương đầu với cả những thách thức, không quản ngại khó khăn, miễn là hoàn thành được mục tiêu và đảm bảo chất lượng công việc. Chính quan còn cho thấy, bằng cách đưa ra những ý tưởng sáng tạo, con giáp này được mọi người càng thêm tín nhiệm. Điều đó giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối tác hoặc cấp trên, thúc đẩy bước tiến mới trong sự nghiệp. Một vài khúc mắc hay sai sót trong thời gian trước đó cũng dần được tháo gỡ, phần lớn là nhờ công sức của chính bạn, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự giúp sức của quý nhân. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi vẫn sẽ cần thận trọng, kẻo bị tiểu nhân dòm ngó, ghen tị với những gì bạn đạt được. Bạch hổ hung tinh cảnh báo, công việc của bạn đang trên đà tiến triển thuận lợi, vì vậy mà bạn có thể bị nhiều kẻ xấu ganh ghét. Đối phương tung ra những chiêu trò thị phi, hòng phá bĩnh những kế hoạch của bạn. Để bảo vệ bản thân, tốt nhất bạn làm gì cũng phải khiêm tốn, thận trọng, tránh tỏ thái độ ngạo mạn mà gặp rắc rối. Thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn và thử thách. Đây là hai mặt của một vấn đề mà bạn tất nhiên phải đối diện. Tiếp theo chương trình là phần tử vi chi tiết từng ngày trong vận trình 7 ngày cuối cùng của năm. Mời quý vị cùng theo dõi để đưa ra dự định sớm nhất cho bản thân. Vận trình ngày 24 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Kỷ Hợi tương xung ảnh hưởng tới vận trình sự nghiệp của bản mệnh, khiến những kế hoạch dường như đang rất ổn thỏa, có thể tự nhiên trượt khỏi đường ray. Thế nên bạn phải tốn công tốn sức khá nhiều trong việc điều chỉnh lại mọi thứ, mặc dù không phải đối đầu những việc không thể xử lý, đôi khi bạn vẫn cảm thấy chán nản, muốn vứt bỏ hết. Thế nhưng xem ra, ngày này muốn lười cũng không được, ngũ hành xung khắc tác động tiêu cực tới mối quan hệ trong gia đình, căng thẳng có thể kéo dài, cho dù bạn đã xuống nước và muốn xin lỗi. Bạn cần thêm một thời gian nữa để người ta hiểu ra tình hình, không nên ép họ phải hiểu bạn ngay lập tức, mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Ngày này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh, nếu cứ để tình cảm vướng mắc ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bi lụy và không thể làm gì. Nguyệt lệnh thai, đại diện cho sự chuyển hóa tiến triển trong ngày này, vì nếu nhận ra việc gì cần thay đổi, thì bản mệnh nên cố gắng tập trung sửa chữa ngay, kết quả lúc này rất đáng kể, bạn không nên trì hoãn, sẽ lãng phí đi các nguồn lực đang có. Khẩu quyết, những tin vui của người thân trong gia đình, tiếp thêm cho bạn năng lượng, quý nhân, tuất, mùi, tiểu nhân, sửu, mão, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số may mắn, 24, 53, 73. Vận trình ngày 25 tháng Chạp. Theo dõi tử vi ngày tuổi Kỷ Hợi, ngày mới bước sang, mang tới nhiều biến động bất lợi, buộc con giáp này thường phải chạy đôn chạy đáo để xử lý. Kết quả ra sao vẫn rất khó để đoán trước, công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt lệnh lâm tuyệt, đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được, mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại đấu tranh, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao, nên tuổi Kỷ Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong ngày này, đôi khi là vì kinh doanh, đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Ngày này, bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện gia sự của Hợi, mối quan hệ của các gia đình nhiều thăng trầm. Không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều, vợ chồng con cái cũng xảy ra nhiều tranh cãi. Về sức khỏe, vì tinh thần của Hợi không thoải mái, nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ,
lo lắng bất an, thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn. Khẩu quyết: khó tránh thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Quý nhân: Dần, Mùi, tiểu nhân: Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Con số may mắn: 25, 78, 22. Vận trình ngày 26 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Kỷ Hợi, bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với cấp trên, có thể hiểu sai ý nên công việc không thể diễn ra suôn sẻ như ý. Khi tranh luận với bất cứ ai, bạn có xu hướng nổi nóng, mất kiểm soát. Thực ra trong những lúc nhạy cảm như thế này, việc bạn lùi xuống là điều cần thiết. Nếu công việc mãi chưa có tiến triển thì bạn nên xem xét vấn đề ở đâu để tìm giải pháp. Việc đầu tư vào một vài khóa học chuyên môn cũng được bạn nên cân nhắc trong các thứ tự ưu tiên trong ngày này. Tuy nhiên về khứ cạnh sức khỏe, có thái tuế hung tinh gây điềm báo tai nạn bất ngờ, do đó bản mệnh nên lưu ý cẩn thận trong công việc, nhất là khi xuất hành xa. Khẩu quyết: hãy thể hiện sự cảm thông thay vì chê bai điểm yếu của người khác. Quý nhân: Thân, Tỵ, tiểu nhân: Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, nâu. Con số may mắn: 24, 64, 78. Vận trình ngày 27 tháng Chạp. Ngày này, người tuổi Hợi cần hết sức lưu tâm đến phương diện sức khỏe của bản thân, bởi đây là ngày bản mệnh dễ gặp các vấn đề bất lợi về sức khỏe, thể trạng giảm sút, đau ốm khó tránh, nguyệt lệnh lâm đất bệnh tại Hợi, bất kỳ dấu hiệu bệnh nào bất thường trên cơ thể phát ra đều có thể là lời cảnh báo, nhắc nhở bạn chớ nên chủ quan, bên cạnh đó cần đề phòng tai nạn bất ngờ, họa huyết quang, nhiều chuyện muộn phiền, khiến tinh thần mỏi mệt, sinh tâm bệnh. Ngày này vận khí của Hợi lên xuống thất thường, làm việc gì cũng thận trọng, kẻo dự tính không theo kịp thực tế. Tốt nhất bạn nên lập sẵn phương án đề phòng, thậm chí có thể đưa ra tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Từ đó tìm cách ứng phó một cách hiệu quả nhất. Việc có sự chuẩn bị trước còn giúp bạn tránh rơi vào tình cảnh luống cuống, loay hoay khi gặp sự cố. Bù lại Hợi may mắn có đường tài lộc khá sáng, nhờ ngày này có tài tinh thực thần đứng bóng, đầu tư ở thời điểm này là sự lựa chọn khá hợp lý. Cần chủ động nắm bắt cơ hội, dù vậy vận may sẽ chỉ đến với những ai có tính toán cụ thể và nắm được điều cốt lõi của mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi. Phương diện tình cảm phong phú, dạt dào vì có bách việt đào hoa chiếu mệnh, con giáp này có nhiều trải nghiệm ngọt ngào trong chuyện tình yêu gia đình. Khẩu quyết: làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về túi. Quý nhân: Tuất, Mùi, tiểu nhân: Sửu, Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số may mắn: 24, 75, 89. Vận trình ngày 28 tháng Chạp. Xem tử vi cho thấy, tứ hành xung xuất hiện trong ngày này, cho thấy con giáp tuổi Kỷ Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy, sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn, khiến cho con giáp tuổi Kỷ Hợi có cảm giác mất phương hướng, công việc ngày này của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng, nhưng khi gặp khó khăn, lại dễ nản lòng, nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt, là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa. Bù lại, nhờ thiên đức bảo hộ, nên người tuổi Kỷ Hợi vẫn có cơ hội để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước, tuy là không đạt được chỉ tiêu, vì con số bạn đề ra quá cao và khác xa so với năng lực hiện tại. Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì có thể tìm tới một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo, tránh việc làm sai rồi sửa sẽ chỉ tốn thêm nhiều thời gian và công sức. Khẩu quyết: thu nhập tăng tiến nhưng chớ vội hài lòng vì vẫn có khả năng để tiếp tục cải thiện. Quý nhân: Dần, Tuất, tiểu nhân: Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số may mắn: 25, 74, 55. Vận trình ngày 29 tháng Chạp. Tử vi ngày tuổi Kỷ Hợi có thực thần ghé thăm, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi trong việc làm ăn cho con giáp tuổi Hợi. Nhờ thế mà nhiều người ký được hợp đồng lớn, nhất là những ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, truyền thông. Thế nhưng thiên cầu hung tinh dự báo có họa thị phi ghé thăm, khiến con giáp tuổi Kỷ Hợi có chút lao đao. Có những người không thừa nhận thành công mà bạn có, thậm chí họ còn thêu dệt lên những câu chuyện đáng sợ về bạn. Họ cho rằng bạn có được hiện tại là do làm điều xấu ác mà ra. Sức khỏe giảm sút, một phần vì bản mệnh lo nghĩ quá nhiều. Với những rắc rối đang xảy ra trong cuộc sống của mình tại thời điểm hiện tại, hãy giữ cho mình sự bình tâm trước mọi sóng gió. Với những việc mình không làm thì đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ đối diện,
Thực ra nhìn đi nhìn lại bạn cũng còn may mắn hơn rất nhiều người xung quanh mình, vì thế đừng tiêu cực quá nhé. Ngũ hành tương sinh, tốt cho các mối quan hệ gần gũi với bạn, ví dụ như bạn có người thân, con cháu chăm sóc và thấu hiểu. Bên cạnh đó, khi sóng gió xảy ra, họ vẫn ở bên để bảo vệ che chở cho bạn. Hãy nhìn vào những khía cạnh tích cực này để nhận ra rằng ai mới là người thực sự tốt với ta. Khẩu quyết, các lĩnh vực làm ăn buôn bán có bước tiến triển khá tốt, hợp tác tốt đẹp. Quý nhân, Tuất, Mùi, Tiểu nhân, Sửu, Mão, màu sắc may mắn, nâu, trắng, con số may mắn, 53, 78, 99. Vận trình ngày 30 tháng Chạp. Bước sang ngày cuối cùng của năm, vận trình của người tuổi Kỷ Hợi đối mặt với cục diện tự hình, nên mặt cảm xung có nhiều thay đổi, trạng thái tinh thần không mấy hăng hái. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trong công việc, con giáp này có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác với người khác mà chỉ muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ, thái độ làm việc uể oải, không muốn cố gắng. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Chính vì thế, bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Ngày này, tình hình tài chính của Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, nguyên nhân là công việc có phần thụt lùi, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn. Hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưởng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, buôn bán kinh doanh túc tắc, vẫn có lợi nhuận, nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Về phương diện tình cảm, gia sự, đế vượng thúc đẩy, khiến con giáp này dành phần lớn tâm trí cho sự nghiệp, không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm gia đình và con cháu. Bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình và giữ khoảng cách gần gũi với con cháu. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi vẫn ở vào mức ổn định, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhụt chí, những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Khẩu quyết, bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Quý nhân, Thìn, Mão, Tiểu nhân, Tỵ, Tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn, 53, 67. Quý vị thân mến, ngoài vấn đề mệnh số ra, thì phong thủy nơi ở của con giáp cũng là một điều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới hạnh phúc tương lai của cả gia đình. Vậy, Kỷ Hợi phải làm thế nào để biết nhà mình có bị âm khí bao trùm hay không? Hóa giải nhà có âm khí nặng như thế nào? Hãy cùng xem phong thủy để tìm cách hóa giải nhé! Người ta hay nói nơi nào nhiều âm khí thì sẽ có cảm giác lạnh lẽo. Người đến nơi âm khí nặng sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề, giống như sinh lực trong cơ thể bị hút đi mất. Còn người nào âm khí nặng thì trông sẽ u ám, thâm hiểm, khi khiến người khác dè chừng vì không biết họ sẽ làm gì. Vậy âm khí là gì? Âm khí có hại cho con người hay không? Nếu nhà âm khí nặng thì hóa giải ra sao? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi xem phong thủy để khám phá những điều này nhé! 1. Âm khí là gì? Người phương Đông vốn coi trọng âm dương ngũ hành, có dương thì phải có âm, với một vật cụ thể, nếu phần âm quá mạnh mà dương khí lại yếu, không đủ để cân bằng, thì vật đó sẽ bị âm khí áp chế, dần dần suy thoái mà yếu đi. Người mà âm khí nặng, nhân khí không tụ, chính là dấu hiệu của chết chóc, những đồ cũ kỹ bị bỏ đi, thuộc tính âm, thì dễ mang âm khí, những nơi như mộ phần, nhà bỏ hoang, tầng hầm, các tòa nhà công sở hay trường học về đêm, lò giết mổ, bệnh viện đều là những nơi âm khí nặng. Âm khí là thứ thực sự tồn tại, nó là một dạng trường năng lượng mang tính âm, dù là các công trình xây dựng, cơ thể con người, động vật hay máy móc, vì một lý do nào đấy cũng đều có mang âm khí trong mình. 2. Làm thế nào để biết nhà có âm khí nặng? Nhà có âm khí nặng ảnh hưởng đến con người như thế nào? Con người hoàn toàn có thể cảm nhận được các trường năng lượng, ví dụ khi chúng ta tiếp xúc với một người, một vật hay ở một nơi nào đó có âm khí nặng, thì tự nhiên sẽ cảm thấy cả người ớn lạnh, không thoải mái, bức bách, bí bối trong người. Nếu tiếp xúc với những vật này thường xuyên, trong thời gian dài, thì dương khí dần dần sẽ bị âm khí lấn át, dương khí tiêu hao, khiến cho sức khỏe cũng như vận trình của người đó dần sa sút, nhiều vấn đề rắc rối không ngừng nảy sinh. Theo phong thủy nhà ở, nhà có âm khí nặng sẽ tạo cảm giác hoàn toàn khác biệt, bạn sẽ thấy nơi đó lạnh lẽo hơn những chỗ xung quanh. Cho dù là ở giữa mùa hè, thì vào nhà không phải cảm giác mát mẻ bình thường của những căn nhà thoáng khí, phong thủy tốt, mà sẽ thấy lạnh kiểu sờn gai ốc, như có thứ gì đang đè nặng lên mình. Nếu nhà âm khí nặng mà nuôi chó, thì sẽ thấy biểu hiện rõ rệt, như con chó đứng ngồi không yên, hay sủa đồng, kém hoạt bát. Các vật nuôi khác trong nhà cũng có biểu hiện tương tự. Nhà có âm khí nặng hay xuất hiện nhiều côn trùng,
chuột bỏ. Nhà có âm khí nặng sẽ khiến cho con người cảm thấy nặng nề, áp lực hay mất đi cảm giác u mê, mờ mịt như bị ai che mắt, không ai xem phong thủy. Mà sống ở nơi như vậy trong thời gian dài sẽ thấy tinh thần dần bị sa sút, tính tình thay đổi thất thường, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì hay suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Ngoài ra, âm khí ở những nơi này còn khiến cho cơ thể chúng ta chịu áp lực, có bệnh thì khó khỏi, các vết thương cũng lâu lành, dễ mắc các bệnh về xương khớp, bệnh nam khoa, phụ khoa. Ảnh hưởng lớn nhất của nhà có âm khí nặng đối với con người chính là vận thế đi xuống rõ rệt. Sống ở căn nhà có âm khí nặng, gia đình khó bề hòa hợp, dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, tranh cãi liên miên, thậm chí có thể dẫn đến bạo hành gia đình. Đồng thời tác động của trường khí này còn khiến cho công việc của gia chủ bất thuận, phá tài, hao tài, gia đạo suy thoái, thu hút tiểu nhân, tai họa liên tiếp giáng xuống. Người sống ở nơi âm khí nặng, chức năng sinh sản bị suy yếu, dễ vướng họa huyết quang, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. Người sống trong căn nhà nhiều âm khí nặng thường sẽ thấy nữ giới vượng, nam giới suy, nữ giới tính cách mạnh mẽ, nóng nảy, hay thay đổi thất thường, khó nắm bắt, nam giới không thích về nhà, lại hay bệnh tật, đau yếu, vận trình cũng càng ngày càng sa sút. Các bạn có thể thông qua những điểm trên đây để phán đoán tình trạng của căn nhà. Nếu trùng khớp nhiều điểm thì rất có thể căn nhà đó bị âm khí bao trùm. Càng có nhiều điểm đồng nhất thì âm khí càng nặng nề, khi ấy gia chủ nên xem phong thủy căn nhà để tìm cách giải quyết triệt để. 3. Hóa giải nhà có âm khí nặng như thế nào? Trước tiên, cần phải xem phong thủy căn nhà, tìm cách để tăng ánh sáng tự nhiên cũng như giúp cho căn nhà thông gió, thoáng khí hơn. Bạn có thể làm điều này bằng cách mở thêm nhiều cửa sổ cho căn nhà, trồng thêm nhiều cây xanh, nuôi rùa, tránh nuôi cá. Nếu nguồn ánh sáng tự nhiên xung quanh nhà yếu, nhà bị che lấp thì có thể sử dụng ánh sáng nhân tạo, tăng thêm bóng đèn chiếu sáng trong nhà. Càng là những nơi u ám, tối tăm, mang uế khí trong nhà thì càng phải tăng cường đèn điện, thường xuyên để đèn sáng. Tốt nhất nên chọn đèn có ánh sáng màu vàng ấm áp để tạo cảm giác dương khí nhiều hơn. Bếp là nơi ngũ hành thuộc hỏa, hỏa có thể hóa âm, trong nhà nên thường xuyên nổi lửa, nấu cơm, nấu nước, làm vậy có thể tiêu hao phần nào âm khí trong nhà. Nơi có nhân khí tích tụ, đương nhiên dương khí sẽ vượng, nếu trong nhà ít người lớn hoặc nữ nhiều hơn nam thì có thể năng mời bạn bè về nhà chơi. Hạn chế tắt đèn trong nhà, cũng có thể chọn cách treo tranh hoặc đặt tượng những bậc vĩ nhân là nam giới trong nhà, mượn dương khí của họ để trấn áp âm khí. Khi xem phong thủy căn nhà, nếu đã xác định được căn nhà âm khí nặng nhất thì nên tham khảo ý kiến của thầy phong thủy để cung dưỡng thần Phật. Nếu thành tâm cúng bái, tụng niệm kinh Phật thì âm khí sẽ dần tiêu biến, gia chủ vận trình tăng tiến, đại cát đại lợi, phúc khí tràn đầy. Tuy nhiên, khi thỉnh tượng thần Phật về nhà, cần biết rõ nguồn gốc lai lịch, đồng thời phải làm lễ khai quang cho tượng thì mới linh nghiệm. Nếu thiếu hiểu biết mà cung dưỡng lung tung thì ngược lại còn có thể chiêu gọi âm khí, phòng đã nặng âm lại thêm phần âm khí mới, khiến cho gia chủ càng ngày càng suy bại. Một cách để trấn áp âm khí nữa là thường xuyên mở nhạc, chọn những bài hát vui tươi sôi động để xua tan âm khí, cũng có thể mở nhạc Phật, dán bùa chú để hóa giải âm khí trong nhà, tăng cường nguồn năng lượng chính phái. Nếu âm khí trong nhà vượng là do nguồn gốc từ bên ngoài, từ các công trình kiến trúc xung quanh như bệnh viện, nghĩa trang, lò giết mổ hay bãi rác thì có thể dùng gương bát quái lồi treo hướng thẳng về những nơi đó để quan sát âm khí bị đẩy lùi, không theo vào nhà nữa. Bạn cũng có thể đặt một con kỳ lân phong thủy ở phòng khách hoặc đặt một cái la bàn phong thủy ở nơi cao trong nhà nhằm cân bằng hai luồng âm khí, dương khí. Hóa giải những trường khí không tốt, xem phong thủy trong nhà, nếu nơi nào nặng âm khí khiến con người không thoải mái, trừ nhà vệ sinh thì có thể treo một chùm hồ lô phong thủy. Trong hồ lô có càn khôn để hút âm khí, bệnh khí, cân bằng âm dương. Phòng ngủ mà có âm khí nặng thì theo một chuỗi tiền ngũ đế sau cánh cửa để bổ sung dương khí, khiến cho âm khí dần tiêu tan. Với phòng khách, gia chủ có thể chọn nhiều đồ trang trí nội thất màu đỏ như đèn lồng đỏ, tranh thêu có màu đỏ thuộc hành hỏa, hỏa có thể hóa giải âm khí, khiến cho âm khí tiêu biến. Nhà có âm khí nặng nên treo tranh rùa vàng ba chân ở nơi cao trong phòng khách sẽ có thể dẫn dắt lửa mặt trời, hóa giải âm khí trong nhà. Nếu gia chủ thấy trong người vì âm khí nặng mà tâm tình không tốt, sức khỏe sa sút, vận trình đi xuống thì nên năng tụng niệm chú Đại Bi, đọc kinh Cát Tường như Bát Đại Thần Chú, Thanh Tịnh Kinh, Kim Cang Kinh để xua dần âm khí, tăng cường sức khỏe, cải thiện vận khí cho mình. Dưới đây là 5 nguyên nhân xuất hiện âm khí và cách hóa giải nguyên nhân. 1. Ánh sáng không đủ. Phòng làm việc,
Phòng khách không có cửa sổ hoặc cửa sổ quay về hướng bắc, làm cho không gian trong nhà không đủ ánh sáng, dương khí bị suy yếu, tạo cảm giác lạnh lẽo. 2. Trong nhà có quá nhiều thực vật. Thực vật có tác dụng rất tốt trong phong thủy, nhưng nếu trồng quá nhiều thực vật trong nhà, không tránh khỏi việc âm khí nặng, ảnh hưởng tới sức khỏe và thân thể. 3. Quanh nhà có những khu vực mang nhiều sát khí. Quanh nhà có những công trình hoặc khu vực có nhiều âm khí như nhà cao tầng che khuất ánh sáng hoặc nghĩa trang, bệnh viện, nhà xác, những hình thế như vậy đều gây ra âm khí. Phương pháp hóa giải. 1. Chọn màu sơn tường. Chọn những màu sơn tường sáng hoặc những gam màu nóng sẽ làm căn nhà trở nên sáng sủa và thông thoáng hơn, gia chủ sẽ có cảm giác ấm áp, thoải mái. 2. Thường xuyên nấu cơm. Âm khí trong nhà ở quá nặng, thường là do hơi người không đủ lấn át, trong đó việc nấu cơm là một hoạt động quan trọng. Việc thường xuyên bật bếp nấu cơm sẽ làm cho hơi người trong nhà tăng lên, ấm áp như mùa xuân, tự nhiên trạch khí cũng sẽ tăng lên. 3. Treo nhiều thiết bị đèn. Trong nhà nên treo nhiều đèn sáng, vừa để sưởi ấm, vừa để tăng độ sáng trong nhà, đặc biệt là vào giờ Tí ngày mùng 1 và ngày rằm để tăng dương khí trong nhà. 4. Giữ vệ sinh sạch sẽ. Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sẽ làm cho uế khí cùng âm khí tất cả cùng biến mất, đặc biệt với nhà vệ sinh lại càng cần phải sạch sẽ gọn gàng. 5. Thường xuyên mời bạn bè tới nhà chơi. Nhân khí vượng là cách tốt nhất để làm cho dương khí nhà ở tăng lên. Nếu ở nhà một mình, im lặng và cô đơn, tự nhiên sẽ cảm thấy nhà mình lạnh lẽo, khó chịu, nên thường xuyên mời bạn bè, bằng hữu, khách hứa tới chơi. Sự ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười đùa sẽ làm cho nhà ở thêm phần ấm cúng, dương khí sẽ sung túc. Quý vị thân mến, video đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hấp dẫn lần sau. Minh Đường Tử Vi chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý vị, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video.